phát hiện mảnh thủy tinh trong dạ dày bé trai. Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa tiếp nhận một bé trai gần 9 tháng tuổi nuốt phải mảnh thủy tinh hình tam giác sắc nhọn, dì vọt ghim sát vào niêm mạc dạ dày của bé. Ngày 21 tháng 12, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa phẫu thuật nội soi lấy dì vọt làm mảnh thủy tinh sắc nhọn trong dạ dày bé trai gần 9 tháng tuổi, ngụ tại huyện Long Thành, Đồng Nai. Đây là ca nuốt dì vọt rất nguy hiểm. Trước đó, vào tối ngày 20 tháng 12, bệnh nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị sặc khó chịu. Người nhà bé trai cho biết trước đó còn nuốt phải vật lạ khó chịu trong người nên được đưa đi cấp cứu. Kết quả chụp phim X-quang cho thấy có một dị vật dài khoảng 2cm trong dạ dày bệnh nhi nên được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn. Ngay trong đêm bệnh nhi được thực hiện phẫu thuật nội soi, các bác sĩ đã dùng dụng cụ lấy thành công mảnh thủy tinh hình tam giác sắc nhọn, ghim sát vào niêm mạc dạ dày gây chảy máu ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Mạc Quốc Dũng, phó trưởng khoa phụ trách khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đây là lần đầu tiên ông tiếp nhận ca nuốt dị vật làm mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nếu chậm trễ, mảnh thủy tinh có thể gây thủng ruột bệnh nhi, khi đó việc điều trị sẽ rất khó khăn và tốn kém. Hiện tại bệnh nhi ổn định sức khỏe, đã hết đau và đã được xuất viện. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.